quý vị và các bạn, xác định bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách quan trọng góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội huyện Bát Sát đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, đối tượng thụ hưởng những lợi ích mà bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm y tế nói riêng mang lại. Chị Nguyễn Thị Hà vừa được phẫu thuật tách khối u tuyến giáp. Tổng chi phí ca phẫu thuật lên đến hơn 100 triệu đồng. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế mà chị chỉ phải chi trả 20%. Sức khỏe đảm bảo, lại không phải lo nghĩ nhiều về tài chính. Đây chính là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế mang lại. Nếu mà tôi chưa mua bảo hiểm thì thật sự gia đình nhà tôi không đủ điều kiện để chữa bệnh. Tôi mua tham gia bảo hiểm này, khi tôi mắc bệnh tôi đi viện thì tôi được hưởng 80% bảo hiểm. Tôi không phải chi trả rất là ít. Mua bảo hiểm này thật sự rất là đúng đắn đó. Bản qua là xã đã về đích nông thôn mới, do vậy nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước, trong đó có miễn giảm mua bảo hiểm y tế với các đối tượng là người dân tộc thiểu số nay không được áp dụng. Tuy vậy, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt trên 83%, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả này, công tác tuyên truyền vận động được các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường. Chúng mình sẽ đỡ đi rất là nhiều cái gánh nặng cho gia đình, cho người thân. Chúng tôi cũng tuyên truyền và bà con nhân dân thôn tôi thì cho đến thời điểm này của năm nay thì hầu hết như là tất cả các hộ gia đình cũng tham gia hầu như gần đầy đủ. Hiện toàn huyện Bát Sát có trên 76.400 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96% kế hoạch. Để tăng cường độ bao phủ bảo hiểm, nhất là với các xã đã về đích nông thôn mới, các hoạt động truyền thông được chú trọng dưới nhiều hình thức. Có cử anh em, cán bộ chuyên viên trong đơn vị xuống phối hợp với cán bộ tuyên vận ở dưới xã để thực hiện tuyên truyền đến thứ nhất là trưởng thôn. Qua đó thì trưởng thôn nắm bắt được về tuyên truyền cho bà con tại thôn bản của mình được phụ trách. Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó nâng cao tỷ lệ người tham gia, đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe cũng như an sinh xã hội trên địa bàn. Bởi vậy, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.